Hello mọi người, cũng lâu rồi chưa có quay clip lại cho mọi người ha. Hôm nay mình đang đứng ở Tân Trụ Long An. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bà con ở dưới miền Tây là ở đâu, ở đâu mua xe, ở đâu mua xe phổ thông, ở đâu và ở đâu uy tín. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái clip không cắt ghép luôn, một cái clip từ đầu đến cuối để quay cho anh em rất là lớn ha. Và ở đây bán xe giá tốt quá. Bởi vì sao? Bởi vì ông chú là một người kinh doanh bất động sản hay sao á. Cái này là mua luôn anh em, chứ không phải là đi thuê mặt bằng, mua luôn. Rồi bây giờ mình đi vô đi ha, bự lắm, từ đây qua kia luôn, rất là to luôn á, rất là to luôn. Ở đây là địa chỉ là đường Nguyễn Trung Trực, thị xã Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đó. Rồi ok, thì ở đây là Yamaha Tô Công Hiếu. Rồi vừa vô là mình sẽ thấy là quy một dàn xe luôn ha. BC One nè, chiếc xe này là đang rất là hot luôn nè. BC One Exciter. Con này con gì ta, em chưa biết nè. Yamaha, xe điện hả? Xe điện của Yamaha, con này nghe cũng mắc lắm. Thôi để xíu nữa em vô nhờ nhân viên tư vấn ha. Bây giờ mình quay một dàn xe này trước. Có XSR luôn nè, có XSR luôn. Có XSR. Ủa cái chương trình này là mình mới sáng nay luôn. Rồi, là mua xe là được rút thăm đúng không? Rồi cái này là Yamaha Yaris nè, bên kia là mình để xe Honda nữa đúng không? Đúng rồi. Mà nhà luôn bên đó luôn, Honda luôn, quá đã luôn em. Tại nếu mà mọi người mua xe ở đây là nó không có tốn chi phí mặt bằng. Chị là người nhà luôn hay sao? Nhìn là chơi rồi. Rồi ok, rồi vô à. Cái này là cái showroom nha mọi người. Showroom thì trưng bày các mẫu xe của Yamaha. Rồi đây đây là mẹ mình với lại chú mình ngồi nói chuyện nha mọi người. Chào chú. Chú có thể dắt mọi người tham quan một vòng được không? Được chứ. Chú tôi em nó xuống rồi. Nè em nói mọi người nha, cái clip này trên đây tôi không có nhận PR gì hết nha anh em, không có lấy tiền hay là PR gì hết, chẳng qua là quay clip để cho mọi người biết chỗ mua xe. Và giới thiệu cho mọi người biết thêm về cái chỗ mua xe. Và tôi không nhận PR, nhưng mà con không nhận PR. Nhưng mà khách của con mà ví dụ trên kênh đây muốn mua xe thì chú phải có một cái ưu đãi hay là món quà tặng nào đó cho khách rồi cho vui vui chứ. Đương nhiên rồi, nếu mà nói về khách của em Minh thì phải không? Nếu chỉ nói khách của em Minh thôi rồi thì chú Công này sẽ tặng 3 triệu. 3 triệu là so với giá niêm yết luôn, giá bán xe giá niêm yết luôn, chứ không còn nói để mà giá xe niêm yết hết, toàn bộ giá xe niêm yết hết sẽ giảm cho mấy anh chị 3 triệu. Đó là đây là cũng nói chung cháu cũng tình cờ thôi, tình thương bình thường. Mà nói chung trên xã hội này thì người tốt thì có người tốt hơn giúp mình vậy thôi, chứ thật ra là cũng cũng không có cái gì mà để gọi là nói gì mà tiền bạc trong đây hết. Nói chung là chỉ có tình thương. Nói chung á là mình á là chơi thân với lại con của chú. Rồi chú cũng là một người chú, gọi là một chú đỡ đầu mình thôi. Đó, và khẳng định em cái clip này là mình không có như những cái mấy cái xe kia mình quay review thì mình này nọ cái khác mình có nhận hoa hồng rồi, nhưng mà clip này là mình để giúp cho bà con Long An nói riêng và Tân Trụ nói chung là biết cái chỗ mua xe. Và khi mà mình không nhận cái gì, không nhận PR thì chú sẽ, ai mà đọc Minh Baker xuống đây mua xe thì chú sẽ giảm giá hoặc là tặng cho anh em một món quà gọi là tình cảm đó, tình cảm đó. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan ha, con chú dắt con với mọi người tham quan. Chú còn rất thích chiếc này nè, chắc xíu nữa con mua một chiếc rồi ví dụ con tự về bấm số thì sao chú? Thì mấy đứa có nhân viên nó sẽ nó làm thủ tục cho con thôi, thủ tục rất là đơn giản là về chỉnh nhập trong một ngày hoặc là lấy ra biển rồi đơn giản. Thì cái này xe này sẽ là như giá bán thì nó sẽ bao gồm VAT 10%. Là mình chỉ về mình bấm biển là xong. Dạ rồi. Đây là chiếc BC One đang hot nha anh em, và ở đây chú bán giá rất là niêm yết. Hiện tại mà giá mình bán thời điểm hiện tại là mình là giá để cho bà con tham khảo 32.999. 32.999. Mình được bảo hành ha. Lát nữa mình sẽ dắt anh em ra cái chỗ bảo trì bảo dưỡng cho anh em coi ha. Đó. Mẹ mình mà mê nói chuyện rồi nè.
nói chuyện với lại. Rồi bây giờ tiếp theo là nếu mà ai mà thấp hơn là đây là si rút đời mới ha. Si rút đời mới nè. Ê này quay đây, si rút đời mới. Si rút này hiện tại là mình bán giá sao ha chú? Xe này bán chiếc xe si rút này hả? Si rút này xe này giá tháng đồng không? Tháng đồng nó 19 năm. Dạ, thấy giá cũng hợp lý ha. Và mua ở đây mình được có chỗ bảo trì bảo dưỡng nữa. Đây, đây là cái mẫu xe. À, này mọi người có thể tham khảo. Đây là con gì ha? Con không có tìm hiểu, cái này giống NVS vậy ta? NVS. Ồ, NVS đời mới nó gọn hơn á. Sao con thấy nó gọn à? Lâu NVS quá con không có đụng cái đây ra. Anh mọi người cũng biết rồi á, kênh của mình là không có chuyên review về tay ga. Con này NVS ra giờ giá nó sao chứ để cho bà con tham khảo. Anh NVS này thì nếu mà giá là nó có 54 triệu mà nếu mà nói bạn của mình thì là giảm 3 triệu. Giảm 3 triệu. Quá tuyệt vời luôn anh em. Giảm 3 triệu. Tôi quay một cái clip chị. Tôi quay một cái clip mà mọi người ở Tâm Trụ Long An được hưởng lợi quá trời hưởng luôn. Ôi bên kia chú con thấy có con R15M, con này là hot lắm, mọi người chơi mô tô là thích lắm luôn á chú. Đó, đây là R15M với lại S155. À, con này nhiều rất là nhiều công nghệ luôn mọi người. Thì con này bây giờ là giá nó rơi tầm bao nhiêu ha? Lâu quá con chưa có tham khảo lại giá của mày. Cái con R15 hả? Dạ. R15 này thì giá nó là niêm yết nó là 78 triệu. Ồ gì rẻ rẻ. 87 triệu mới đúng chứ. 87 triệu. Ở Sài Gòn hồi đó là khách con mua là 90 mấy triệu đó. 87 triệu mà nói bạn của mình thì tặng riêng xe này 4 triệu. Đó. Là còn có 83 triệu cho một chiếc R15 nhiều công nghệ. Con này nè, có kết nối điện thoại nè, có ABS nè, có quick ship luôn, có quick ship giống như phân khối lớn này đó, có ABS quick ship rồi kết nối điện thoại rất là xịn sò. Anh em mà ở miền Tây mua ở đây chỉ có nếu mà đọc bát mình là chỉ có 84 triệu một chiếc R15, quá đã luôn, giờ còn gì bằng nữa anh em. Đây nón bảo hiểm nè, một đống luôn. Thôi sẵn đường này cho con vô qua thăm cái khu vực bảo trì bảo dưỡng luôn ha. Rồi đây là khu vực bảo trì bảo dưỡng. Hiện tại là mình đang đi lúc 12 giờ trưa nha anh em, trưa nắng là mọi người đang nghỉ ngơi á, mình thông cảm tại vì mình có chuyến đi bắt đầu bây giờ mình đi Long An, là lát nữa mình phải xuống Cần Thơ, Hậu Giang, cho nên mình không có xuống bất chợt. Đây là 12 giờ, giờ đang nghỉ ngơi thì đây là khu vực bảo trì bảo dưỡng. Mấy cái máy này con không biết luôn á ta, máy này nhìn nó rất là hiện đại luôn. Dạ đúng rồi. Thường thường á là mô tô của mình á là mình đem đi ra tiệm cho người ta làm không à. Mình chưa có đụng vô mấy cái máy này luôn. Và cái máy này là hình như là mới ra gần đây thôi. Con nhớ là mới ra gần đây thôi. Đó, đây là mấy cái sàn nè. Đó, do cái này là mình mới mở, mọi người thấy không, trang thiết bị mọi thứ đều mới hết luôn, mới mở thôi. Nhưng mà chú chơi rất là nét luôn anh em, là giảm giá rồi hỗ trợ bà con đây, và đặc biệt ở đây bán rẻ là bởi vì cái này là chú mua luôn, con nghe nói là chú mua luôn. Chú mua. Mặt bằng này mua rồi mình để sử dụng cho con để làm cổ, nên là mọi chi phí là mình sẽ giảm hết cái tiền chi phí. Mọi người ơi. Con chú con trai có người yêu gì chứ lên đây là con chú nổi tiếng luôn. Mua cho để con để lại thôi, mua cũng 3 căn liền để lại cho con cái nó làm cổ thôi, chứ thật ra là mình xây dựng để mà mở cửa hàng này là mình không có tính phí vào cái tiền mà mua này. Có nghĩa, dạ. Mà có những chỗ khác thì như người ta thuê rồi này kia thì người ta phải cộng vô. Đúng rồi. Còn mình làm, mình này là mình làm kiên cố để mà xây dựng để tương lai cho con sau này thôi. Chứ thật ra là mọi chi phí thì mình sẽ thấp nhất để mình giảm nhất. Tại sao mà cô chú anh chị nói ở chỗ này bán xe mà giá tốt? Giá tốt là lý do là chi phí mặt bằng đồ nó thấp hơn. Nó thì mình từ chỗ đó mình mới giảm được cho cô chú, chứ nhiều khi xe thì chắc chắn thì vui như mặt bằng ở đất đỏ đô thị rồi thì nó phải khác hơn rồi. Còn đây là mình cũng dặn quyện như mình mua dành cho con thôi, mấy đứa con để lại thôi. Rồi xin mời mấy em lên trên. Rồi cho em chia sẻ với anh em á nha. Cái mặt bằng này mà từ đây xuống đó mà ở Sài Gòn á không dưới 500 triệu, dám chắc anh em luôn, không dưới 500-600 triệu. Còn ở đây mình đảm bảo mà nếu mà đi thuê là không dưới một trăm rưỡi. Không dưới trăm rưỡi. Tại vì đó nó tiết kiệm rất là nhiều luôn. Rồi đây, còn bây đây giờ là cái căn này để mình xây thêm cái kho đang xây.
dài với ta, dài bự to ghê luôn. Wow, đẹp quá. này đang xây để chừng nào mà mình xuống đây mở bán xe mô tô chú cho mình. Ồ, cái này mà bán xe mô tô là tuyệt vời luôn, quá đã luôn, quá đẹp. Căn này thì nó cũng dài lắm ạ, à. Dài này cũng 20 mấy mét. Dạ. Nên là chiều sâu bề ngang 5 mét, ngang 5 mét cũng làm thêm căn này. Quá tuyệt vời luôn, nó thiệt, ở Sài Gòn mà có những cái này hả là quá đã luôn, ở đây cũng quá rộng, ở đây là ngay chợ Tân Trụ luôn. Mặt bằng quá đẹp luôn, thì cái này là quá tuyệt vời. Mà do bán rẻ là bởi vì là mặt bằng nhà là tiết kiệm rất là nhiều thứ, mình không còn suy nghĩ nhiều thứ. Bây giờ mình đi thuê là hàng tháng, trời giờ phải chạy sau doanh thu rồi phải không bán được rồi phải tốn tiền nhà, tiền cột. Bây giờ ở đây quá đã luôn. Thì bà con sao không mà không tới đây mà mình lựa xe, mình mua xe nữa anh em. Mình đâu có sợ là ví dụ chỗ khác đi, 5 năm, 10 năm bà con mua người ta lấy lại mặt bằng. Không biết chỗ nào nữa mua, không biết chỗ nào bao dưỡng. Bây giờ ở đây mặt bằng nhà mà giờ sao bỏ được cổ nhà người ta mà. Quá đã mà, cái mặt bằng này càng ngày vài bữa bất động sản càng ngày càng lên giá nữa chú. Đúng rồi chú, có tầm nhìn đứa con không bằng chú rồi, tương lai con ước bằng chú luôn á. Ước luôn á mọi người ơi. Còn trên lầu là mình ở á. Trên lầu mình ở. Là không có trên lầu là xe chứ. Dạ dạ. Không biết trong xe có mấy cái áo nữa, gửi mấy anh cái áo kỷ niệm nha, sợ không có, để lát gửi kiểm tra thử có, không dám hứa nha. Rồi chú còn thả gì nữa, dắt con đi tham quan nha chú. Ở đây thì anh em yên tâm thì hỗ trợ trả góp đồ này nọ thì đầy đủ rồi, mấy cái này mình không cần thiết để quay nữa. Dạ. Quá đã luôn. Chị kiểm tra thử cái clip nó đang quay em nha, lát nữa mà nó tắt tự động tắt là buồn lắm luôn á. Bây giờ mình tắt bớt đi, lát mình quay tiếp. Rồi ở đây là ở trên lầu nha mọi người, khách tham quan. Rồi chưa gì thấy là Yamaha MT-15. Dạ, MT-15 để quay chị quay chiếc MT-15. Tại vì kênh em là người ta khoái còi với xe này lắm. MT-15 này bây giờ mình giá cả sao ta? MT-15 này bán 78 triệu. 78 triệu. Bán mình cũng giảm như vậy. Dạ. Hồi thời trước á, mà mình mua xe cũ á này, lúc mà MT này mới ra mình mua xe cũ, chiếc xe mình mua cho Vinh X á là đã 74 triệu. Con mua xe cũ á, mua đi thì nó qua sử dụng đó. Bây giờ anh em cầm bảy mấy triệu là anh em mua được xe mới rồi nè. MT-15 này anh em thì đi phố, đi dạo, đi leo núi, đi nói chung là nó lai giữa cào cào và cái dòng nách kịch á. Cho nên là anh em đi đa địa hình, đa nhiệm, đi đa địa hình được rất là thoải mái. Cho nên con này mà anh em ở Long An chơi vẫn được. Anh em đừng có ngại về cái việc bảo trì bảo dưỡng nha. Cái máy này bảo trì bảo dưỡng nó giống như ẹt thôi, nhưng mà cái dàn khung sườn nó rất là chắc chắn. Anh em đi phượt, đi chơi là rất là ngầu, nó rất là ok. Anh em nào muốn mua xe này thì cứ ghé Yamaha Công Hiếu là anh em sẽ mua được giá tốt. Nhớ đọc tên tôi nha, sẽ giảm mấy triệu bạc luôn đó. Rồi, quá đẹp luôn chú ơi. Ở đây thì là thoải mái luôn á, đây đẹp. Do cái này là cơ sở hạ tầng mới, mọi thứ đều mới hết, mới cực kỳ mới luôn. Rồi ok, giờ mình còn cái bên bán Honda nữa đúng không chú? Hay là Honda. Mình qua luôn không? Lỡ rồi mình lỡ rồi mình làm con xuống đây rồi mình quay cho hết luôn đi chú. Rồi bây giờ anh em theo chân mình, mình sẽ đi qua bên kia có bán Honda luôn nha, nên anh em muốn mua xe gì cũng có. Rồi bấm nút rồi. Rồi bây giờ là mình theo chân chú đi qua bên đây nữa, quá rộng luôn, mấy căn luôn. Bây giờ bên đây là bán Honda nha anh em, nên là xe nào là cũng có cho mọi người có nhiều sự lựa chọn. Wow, SH AB. Trong kia là mình đóng cửa hả chú? Chưa có làm xong. Làm cái căn số 15 xong rồi bắt đầu hôm qua làm căn số 5 này. Sẽ cũng làm căn số 15 xong rồi qua làm căn số 5 này. Số 5 này cũng mục tiêu là để bán xe Honda, tất cả các loại dòng xe Honda thì mình sẽ làm ở căn số 5 này để nhập xe về để đủ xe cho phục vụ cho cô chú anh chị nha. Là có nghĩa là hiện tại ở đây nhưng mà nãy giờ quay là mọi người cũng biết rồi á, là đang là mình đang là xây dựng thêm và mình đang phát triển thêm, cho nên là còn nhiều cái hạng mục nó chưa có xong đó. Chừng nào bây giờ anh em qua mua đi thì được giảm giá, còn bây sau này xong là mình đảm bảo cổ này nó còn đẹp nữa, nó còn gọi là tưng bừng nữa, còn đẹp nữa đó. Còn có nhiều mình thấy có nhiều trang mạng khác đó nha, thì quay nói không nói là ở đây vắng rồi này nọ, tại vì người ta mới ở đây là chú đang làm
thì nó chưa có hoàn thiện được, nó chưa có xong hết đúng không chú, con kêu bên ghi cờ xây mà mình lấy mấy cái đó ra mà mình dìm đối thủ đâu được đúng không chú, cái đó là bậy. Mình thấy có những, mình coi những cái trang mạng á, mình thấy là người ta quay, người ta nói ừ sao chỗ này mới mở mà như vậy, tại vì chưa có làm hết những cái hạng mục, xây còn lu bu gì, đất cát còn nãy không ra coi còn quá trời chưa xây xong. Khai trương tới giờ là chỉ có đúng ra là có 2 tháng mấy thôi, cho nên là cửa hàng mình nó chưa hoàn thiện hết. Nói chung là mới có làm bên da ổn định thôi, còn thật ra là Honda là mình sẽ làm riêng, tất cả là mình sẽ phục vụ cô chú anh chị là đủ các dòng xe nhập khẩu luôn. Nói chung là hoặc là những dòng xe mà 50 để cho học sinh đi học luôn, tất cả những dòng xe là mình sẽ nói chung là đem về để phục vụ cô chú anh chị là đầy đủ hết. Rồi con trai chú rồi, vô luôn, vô đây hỏi đây coi, vô luôn. Đây, ai muốn làm con rể con gì đó hay là gì đó vô đây. Thì cái này mình chia sẻ thêm cho anh em là chú á, cái nghề khác của chú kiếm nhiều tiền lắm chứ không phải cái nghề xe này không. Thì cái này chú muốn làm á là để sau này cho con của chú có một cái sự nghiệp riêng, một cái gì đó riêng. Cho nên chú mua hết cái này chú để lại cho con, có nghĩa là mục đích là để lại cho con mình sau này phát triển đó anh em. Cho nên là chú bán giá ok mà mặt bằng nhà nữa, cho nên mọi người cứ tới đây mua. Thì đọc địa chỉ coi, mình mạnh mẽ lên chứ. Kêu gọi mọi người tới. Địa chỉ của em là ở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An nha mọi người. Ở nói sao ta? ở A1 A14 thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An nha mọi người. Ngay chợ Tân Trụ luôn. Ngay chợ Tân Trụ. Thì xong cái clip này thì con chúc chú nè. Rồi với em nè. Thì cảm ơn chú đã hỗ trợ con, tại vì mình không có, mình xuống đây đó là mình cũng không có cái yêu cầu gì mà mình kêu chú hạ giá cho bà con hết á anh em. Có nghĩa là mình xuống mình quay, thì khi mà mình xin chú á là mình nói nè, con xuống đây con quay để cho bà con ở dưới Long An biết một cái nơi để mà bà con để mua xe đó, vậy thôi. Còn mà chú thương thì chú thích á, bà con tới đây ủng hộ thì chú hỗ trợ bà con một hai món quà coi như là vui vẻ. Những cái hết khác hay là những cái chỗ bán xe khác người ta cũng hỗ trợ như vậy. Thì mình xuống mình quay, mình không có lấy cái gì hết luôn nha chú, không có, nói chung là không có gì hết, chỉ quay thôi để cho bà con biết là nơi đây có bán xe. Rồi thì chú rất có lòng luôn, một xe khi mà bà con nói kênh bên Biker xuống đây mua thì sẽ được giảm giá rất là nhiều, giảm mấy triệu luôn á mọi người. Thì điều đầu tiên là con cảm ơn là chú đã hỗ trợ con và giúp đỡ cho những người xem kênh của con á là có được mua xe một cái giá tốt. Đó, con này cảm ơn nhiều. Giảm là đụng đáy luôn đó, giảm dạ. bằng không luôn rồi đó. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cũng nói chung cũng biết cháu qua cái kênh của Minh Baker thôi, nhưng dạ. mà cũng thấy tình cảm chú cháu là nó cũng làm như có cái duyên đâu đời nào. Nhưng mà là được gặp hôm nay là cũng là rất là mến em. Đã ngoài đời thì nói chung là còn chân thật hơn ở trong mấy cái kênh nữa. Cho nên là hôm nay là cái duyên này là cũng gắn bó lâu dài với em đó. Là sẽ gắn bó lâu dài. Đó. Mình là những người thật thà, người thật, việc thật, nói thật. Mình là chuyên gia là review mô tô thôi. Mình muốn có một cái chỗ để cho mọi người, mình cũng có tham khảo nhiều nơi. Nhưng mà nhiều nơi người ta khó chịu, người ta kiểu khó không cho mình quay anh em. Cho nên mình ở đây thấy chú rất là thân thiện. Mình nghĩ là chú cho mình quay. Thứ nhất, thứ hai là chú đại giảm giá cho bà con nữa, quá tuyệt vời rồi. Chú là một người gọi là mình nói ở đây anh em không phải tăng bốc, là quá có tâm đúng không? Mình đã xin một số cửa hàng quay nhưng mà thì nhiều vấn đề khác mình không nói ra. Cho nên mình xin chú quay thì để biết cho mình đi một tỉnh là mình sẽ có đó, những tỉnh khác mà muốn yêu cầu là mình sẽ có luôn. Thì Long An thì hiện tại đang ở gần Sài Gòn mình nhất, thì mình sẽ xuống đây, thì tiếp theo sẽ là Tiền Giang gì đó, mình sẽ kết nối những tỉnh khác. Nhưng mà lần đầu tiên gặp chú thấy chú rất là chân thật, hiền lành, mà đúng là người giàu thì là dễ mến. Con hỏi chú là ước mơ, biết mấy người ước mơ được như chú, cái sự nghiệp cơ ngơi, nhưng mà cái này chỉ là một cái phần nhỏ của chú thôi. Con nghe đồn là chú có chạy tôm chạy gì đúng không? Đúng rồi, chạy chú, tôm. Chú là nông dân mà tránh luôn mà, tại vì chú là nghề nuôi tôm, mà nuôi tôm là cũng cả chục mười mấy năm rồi. Nói chung là cũng cuộc sống nói chung cũng ổn định rồi, nhưng mà tại vì làm thêm bước nữa là cho con cái nó thích ở chợ thôi, nên là làm gắng làm thêm cái nữa thôi. Là một lần nữa xin chia sẻ với cô chú anh chị em ở gần xa, thì ở đây là không phải là nghề chính của em, nên là những cái chuyện review đồ này kia em không có nhận diễn như những anh em khác. Này là em chỉ có làm xây dựng để cho một cái thương hiệu cho con thôi, chứ thật ra là em là người nông dân
chất phác, sống lương thiện thôi, chỉ nói nghĩ sao nói vậy. Chứ không phải như mà hay như là review như những anh em khác được, thì mong cô chú anh chị hiểu và thông cảm giùm em nha. Rồi anh em, thì trong cái clip này luôn, chắc con sẽ ủng hộ chú một chiếc PC One ha. Con mua một chiếc để chiếc đó về con chở mấy anh em đi ký giấy tờ cho nó gọn. Rồi hiện cảm ơn chú nhiều và cảm ơn mọi người đã xem cái clip Minh Biker này, và chúc mọi người thiệt là nhiều sức khỏe nha. Còn chần chừ nữa anh em, anh em nào ở Long An thì hãy ghé Yamaha Thao Công Hiếu để mình mua một chiếc xe để mình sở hữu, mình đi lâu dài, hoặc là một chiếc xe để mình đi đám tiệc nè, đi chơi, đi phượt, đi xa. Chú vừa có bán xe mô tô nhỏ, vừa có bán tay ga, vừa có bán, còn khoái chiếc BC One lâu lắm rồi đó. Chiếc BC One là chiếc xe cực hot ở thời điểm hiện tại luôn mọi người. Rồi ok, chúc mọi người thiệt là nhiều sức khỏe nha mọi người. Rồi, bye bye. Chà. Kết thúc clip rồi chứ, mình chuẩn bị làm giấy tờ xe đem về, mà đây là em một bạn nữ mới gia nhập bộ môn chơi mô tô. Chiếc xe của em hiện tại đang đi là chiếc gì? SR155. SR155. Nghe kể SR155, một người xem kênh YouTube anh, biết kênh YouTube anh là có những bạn nữ chơi xe, chạy xe rồi. Yeah. Nhưng mà cái tướng này cao là chạy dư rồi đó. Ở kênh của, yeah, của con ha, có mấy bạn nữ có 1m6 thôi, người ta đã chạy rồi, cái này là chạy dư. Thì mới chơi xe là chơi SR là rất hợp lý, mà SR con này nó cũng rất là cao nha. Đi thì mình nhưng mà bảo dưỡng nó dễ, nhưng mà nó cao thì mình đi từ từ thôi. Yeah. Ôm cua rồi mình đi cẩn thận. Yeah. Đó, ok anh em mình lên giao lô lưới. Đây là một bạn nữ biker coi clip mình, và em mua xe ở đâu? Ở đâu? Dạ em mua xe ở Yamaha Thao Công Hiếu. Bán giá hợp lý đúng không? Dạ, hợp lý, hỗ trợ. Rồi bảo dưỡng sát bên luôn. Dạ. Nói chung con đó thì em chỉ cần đúng km thì em qua đây thì người ta thay nó nhớt nước mát là xong mà. Em đi nhiều thay bố thắng, còn đi nhiều nữa thay vỏ thì thôi. Đơn giản thôi, ở đây sát bên rồi chạy qua rồi bảo trì bảo dưỡng luôn. Rồi mọi người nào mà muốn sở hữu xe thì mọi người cứ xe nhỏ hay xe mô tô tầm trung, hoặc là mấy cái xe phổ thông này như NVX này nè, thì mọi người ghé Yamaha Thao Công Hiếu để mọi người ủng hộ nha, nhất là anh mọi người ở Long An. Thì đây là những chiếc xe mà bên đây bán anh em. Thế nên mình thấy chính sách rất là ok, và đây là người thật việc thật luôn, chứ không phải là người giả việc giả nha anh em. Người thật việc thật là mua xe. Bữa nào chạy xe em là đang để nhà. Dạ đang để nhà vậy thôi, định tưởng em chạy qua thì ra coi xe em xíu mà để nhà thôi. Không biết trước là anh đem xuống cho em cái bảo vệ các nước rồi tặng em luôn cũng được nữa. Không biết trước, đâu biết đâu, đây là tình cờ mà. Vậy thôi, vô clip. Hoặc là giao lưu, anh em mình giao lưu cái áo kỷ niệm cũng được. Anh trên đó là chuyên gia, giao lưu áo hoặc là giao lưu mấy cái phụ tùng xe á, để kết nối những anh em, tại mình là biker mà, mình kết nối nhiều người xung quanh. Rồi cảm ơn em đã tới Yamaha Thao Công Hiếu ủng hộ ha. Rồi anh sẽ có gì không biết thì cứ nhắn tin số điện thoại anh, để anh tư vấn, dù về mô tô hay là gì đó thì cứ nhắn cho anh. Rồi anh tư vấn cho. Rồi ok, cái xe đó cũng bảo trì bảo dưỡng nó cũng không khó gì đâu. Nó rất là đơn giản cho những người mà mới nhập môn xe mô tô. Rồi ok, mà cảm ơn em đã giao lưu clip cho mọi người ha. Hôm nay mình ghé Yamaha Thao Công Hiếu để mình mua một chiếc BC One nha. Chiếc này mình thích rất là lâu rồi, đây chiếc này luôn, mình lấy chiếc này luôn nha. Là hiện tại bên nhân viên đang cái gì gọi là gắn đồ rồi phụ kiện rồi vô đó. Thì bây giờ con này thì mình để cho mẹ mình đứng tên luôn, tại vì mình không có thời gian đi làm mấy cái thủ tục á. Thì nó bao gồm là em cho anh hỏi là bây giờ là mình mua xe rất là dễ ha, thì mình có giấy xuất xưởng nè. Lát đưa giấy luôn để TikTok nó không cho quay giấy tờ. Thì mình sẽ quay sơ sơ cho anh em coi ha. Thì mua xe rất là đơn giản. Nếu anh em muốn ra biển á thì sẽ có dịch vụ ra, còn như mình á, mình mua về mình tự làm thì chỉ cần cái chứng minh là giấy xuất xưởng, tại vì cái này đăng lên TikTok nó sẽ bị hạn chế. Thì giấy xuất xưởng rồi xong cái chứng minh này nè, mình sẽ là gọi là gì cho chị hơn quên rồi, xuất hóa đơn cho mình, xuất hóa đơn cho mình, xong rồi mình cầm cái này nè, mình cầm cái này sẵn hướng dẫn anh em luôn, là mình về mình ra chi cục thuế chỗ mình sinh sống á, ví dụ mình sống ở quận 8 thì mình về quận 8 mình đóng thuế, xong mình ra công an khu vực đó, công an giao thông khu vực đó mình đóng biển số là xong. Hiện tại là biển số định danh rất là rẻ anh em, tất cả cái xe nhỏ hay xe lớn hình như chỉ có 100.000 thôi à, rất là rẻ. Rồi thôi, đã sẵn hướng dẫn anh em là bám biển số luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đem xe về ha, hiện tại đem xe về rồi. Rồi thì sổ bảo hành bảo dưỡng thì mấy xe này bền lắm anh em, bền lắm. Rồi bây giờ mình sẽ quay clip anh em mà mình chở xe về ha anh em ha. Rồi BC One về Sài Gòn nha anh em.